Chiều 12 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh xảy ra trên không gian mạng và từ nguồn tin người dân cung cấp. Theo đó, nickname Facebook Kim Thảo Lê và tài khoản Zalo của đối tượng đã thường xuyên đăng tin nội dung cho nhận con nuôi là trẻ sơ sinh từ những sản phụ mang thai ngoài ý muốn hoặc gia đình hiếm muộn muốn nhận con vào các hội nhóm kín để tìm những trường hợp sản phụ mang thai gần đến ngày sinh nhưng không muốn nuôi con, lôi kéo sinh trẻ với gợi ý được bồi dưỡng tiền. Mặt khác, thông qua các trang hội nhóm, đối tượng cũng tìm người hiếm muộn muốn nhận con nuôi để bán đứa trẻ vừa sinh dưới hình thức môi giới cho nhận con nuôi nhằm hưởng lợi. Để tránh sự phát hiện của công an, đối tượng thuê phòng trọ tại khu vực vắng vẻ, kín đáo để nuôi dưỡng các sản phụ chờ ngày sinh, sau đó bàn giao con hoặc làm nơi nuôi dưỡng trẻ mua được trước khi bán cho gia đình hiếm muộn. Bên cạnh đó, đối tượng còn dùng thủ đoạn báo mất giấy tờ tùy thân của các sản phụ khi nhập viện và khai báo gian dối thông tin để bệnh viện cấp giấy chứng sinh không đúng thông tin thật nhằm hợp pháp hóa khai sinh cho các gia đình hiếm muộn khi mua trẻ. Công an xác định đối tượng chính là Lê Hồng Anh, sinh năm 1987, ngụ quận 4, đã hoạt động mua bán trẻ em dưới 16 tuổi. Trước đó, ngày 25 tháng 7, phòng PC02 phối hợp với công an quận 1 bắt giữ Hồng Anh mua bán một đứa trẻ sơ sinh ở trước nhà số 154 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 với giá 16,5 triệu đồng.